Kính thưa quý vị bạn đọc, chiến tranh biên giới năm 1979 đã lùi xa, nhưng những mất mát đau thương dường như vẫn còn đó, nhức nhối không nguôi. Bản anh hùng ca của dân tộc tiếp tục được viết thêm những trang hào hùng với bao tấm gương anh dũng của bao chiến sĩ đã quên mình vì Tổ quốc. Nhiều người đã hy sinh để bảo vệ đất nước, quê hương. Và cũng có những mối tình đã hóa thành bất tử. Trận chiến Pò Hèn ở Quảng Ninh đã đi vào lịch sử. 86 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Trong đó có liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm và người yêu là liệt sĩ Bùi Văn Lượng, những người con ưu tú của Quảng Ninh. Mối tình tuyệt đẹp của anh chị đã đi vào thơ ca và các tác phẩm văn học nghệ thuật. Gần 40 năm sau, hai gia đình anh Lượng, chị Chiêm đã tổ chức lễ cưới cho hai liệt sĩ. Xúc cảm trước sự hy sinh anh dũng và mối tình trong sáng của hai người đồng đội yêu quý, nghệ sĩ vùng mỏ Nguyễn Thị Hoàng Hòa đã viết bài thơ Lễ cưới linh hồn và in trong tập thơ Buông một giọt trầm. Hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, tác giả đã đọc bài thơ với sự tri ân sâu sắc. Cùng bạn đọc sách, xin trân trọng gửi đến các bạn bài thơ này. Bài thơ Lễ cưới linh hồn kính tặng hương hồn đồng đội Hoàng Thị Hồng Chiêm và liệt sĩ Bùi Văn Lượng. Sáng tác và trình bày nghệ sĩ vùng mỏ Nguyễn Thị Hoàng Hòa, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Lễ cưới bắt đầu bằng một tuần nhang, khấn gọi linh hồn hai liệt sĩ. Ngót 40 năm yên nghỉ, họ bên nhau mà chưa kịp thành hôn. Có nỗi đau nào đau hơn lễ đưa đón dâu chìm trong nước mắt. Hai họ nghẹn ngào ngày gặp mặt, chuyện buồn xưa không thể nguôi quên. Ngày ấy bất ngờ lũ giặc trong đêm ùn ùn tràn qua biên giới, chúng bắn giết người dân vô tội, bao em thơ gục trên ngực người già. Những người lính biên phòng sông pha trong trận đối đầu không cân sức, lửa Pò Hèn ngút trời rừng rực, đất cày lên đỏ máu dân mình. Bùi Văn Lượng hy sinh giữa anh em đồng đội, phút nhắm mắt anh còn thét gọi em đâu rồi Chiêm ơi, không còn nghe những tiếng trả lời. Lưới lửa răng giữ gìn làng bản, súng chỉ đỏ nòng rung rung nhà đạn. Lũ giặc run lên tơi tả kinh hoàng, phút cuối cùng quả cảm hiên ngang, chị ngã xuống, người anh hùng liệt nữ. Họ đã thành bất tử bởi tình yêu mãi mãi tròn đầy, cùng đồng đội trở về trong lễ cưới hôm nay.